Đây là vườn dừa mình đang tạo hình hồ lô. Một ngày như vậy phải leo khoảng 150 gốc dừa để định hình, tạo hình cho cái trái dừa hồ lô. Đây là một cái vườn dừa tương đối thấp, có những vườn dừa cao hơn nữa. Dừa ở đây thì rất là tốt tái, nói chung mình chế độ chăm sóc này kia nào thì cái dừa đây, cái thang này là cái thang cao hơn để mình sử dụng để mình leo những dừa cao hơn. Cái dừa sim thì tầm khoảng 1,4 kg không, những cái dừa mất rất là mướt tái. Ở Bến Tre thì người ta trồng dừa bưởi xen với nhau để có kinh tế cao hơn. Đây những cái dừa. Nào về Bến Tre là uống nước dừa thoải mái luôn. Đây những cái dừa mình đang làm. Đây là bưởi da xanh nữa mà. Đây, dừa. Đây là một trong 5 vườn dừa tâm đang làm cho mùa vụ Tết năm nay. Thì có nhiều vườn khác thì nó cây nó sẽ cao hơn một chút. Tùy theo những cái vườn dừa mà mình làm thì sẽ có những cái dòng mà kích thước khác nhau để giống như là nó hình hình một cái hồ lô chuẩn theo một cái ý mình mong muốn. Thì qua tìm hiểu nghiên cứu thì cái sản phẩm dừa hồ lô này tâm ra được đã được 3 năm rồi. Thì nói chung là năm nay thì số lượng có thể tăng hơn so với năm rồi. Mà nhưng hiện tại thì khi mình áp dụng vô vườn dừa thì năm nay cái nhân công và một số cái vườn dừa nó không đạt tiêu chuẩn nhiều, và mình loại từ những vườn dừa đó thì số lượng năm nay sẽ ít hơn năm rồi rất là nhiều. Thì dự kiến là năm nay cái sản phẩm mà dừa hồ lô in chữ của mình đó thì nó sẽ giá sẽ tăng nhẹ so với năm rồi. Đây, đây là những cái quả dừa bạn thấy là tán rất là bự. Đây, quả nào quả nấy cành 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 không, ở quên ta kêu là cành 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 là trái bự á, là khoảng 1,4 kg 1,5 kg đó, là vườn chuẩn sim sim rặt Bến Tre luôn. Đây những vườn dừa mình quay đây. Đây là vườn bưởi da xanh, kèm theo bưởi da xanh. Bưởi da xanh này cũng vừa làm khuôn nè. Các bạn có thể mua khuôn về bỏ lên, ốp lên rất là dễ. Tái rất là đẹp, mướt. Vườn này thì cũng không chăm sóc nhiều nhưng cái trái bưởi nó cũng cũng tương đối là phát triển tốt. Đây là gao ngổ, bên kia là gao đắng. Đây, các bạn thấy gao ngổ không? Ăn được nha. Bên đây là gao đắng nè. Cái này là cái dừa éo đỏ. Đây. Cái này là cái dừa sim. Này nó bị lai gốc hơi bự rồi, hơi to rồi. Nhưng mà chiều nó lớn lên nó không thành cái dừa sim. Đây, dừa sim này, tái. Mới vừa cho tái. Đứng dưới đất có thể thấy được cái dừa luôn. Hái được trái dừa luôn. Bạn nào có kinh doanh online cái sản phẩm dừa hồ lô, bưởi thổi vàng, bưởi vuông, bưởi đồng tiền, và năm nay mình có thêm cái bưởi tròn nữa đó, thì liên hệ với cái Zalo của mình là tâm 0939 54 56 58. Các bạn Zalo có thể mình gọi cho những sản phẩm với bảng báo giá để mình kinh doanh cái sản phẩm này trong mùa Tết năm nay. Dự kiến là năm nay cái mùa Tết nó rất là hút hàng do sản phẩm không có nhiều, và năm nay mưa mưa nhiều nên thành ra định hình sản phẩm nó rất là chậm, thành ra cái số lượng sản phẩm đạt năm nay sẽ thấp hơn so với năm rồi. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.